Xin chào tất cả anh chị đã đồng hành đến kênh chứng khoán của Tuấn Hưng cũng như các bạn sinh viên. Hôm nay là cuối tuần, mình sẽ chia sẻ một kiến thức rất cơ bản, đó là cách xem bảng điện tử, những thành phần gì ở trong bảng điện tử. Và những anh chị nào mà đã đầu tư rồi thì có thể cùng dành vài phút để đọc sách giáo khoa xem những thành phần trong bảng điện tử như nào. Những anh chị nào mới đầu tư thì có thể hứng thú hơn với nửa phía sau của video này, đó là những thông tin thông số nào mà một nhà đầu tư chuyên nghiệp hoặc là một người tư vấn broker thường xuyên để ý và nghĩ rằng các video khác sẽ không chia sẻ đâu. Thì không làm mất thời gian của tất cả chúng ta nữa, anh chị em nào nếu thích thì nhớ để lại lượt like cũng như follow kênh, và chúng ta cùng nhau đi vào xem bảng điện tử nó gồm những thông tin thông số gì nhé. Việc đầu tiên, chúng ta chỉ dành vài phút đồng hồ để đọc sách giáo khoa, bởi vì sẽ có những người mà họ đã làm tốt hơn. Anh chị để vào Google gõ chữ giá trần sàn chứng khoán là gì thì ngay lập tức chúng ta thấy ngay ở đây một video hoặc là một cái trang web của VN-Index. Em đã mở ở bên này rất là rõ. Và chúng ta, việc của chúng ta là đọc sách giáo khoa xem rằng họ viết những cái gì nhé. Thì ở đây họ đã viết rất là rõ rằng bảng thông tin điện tử đầu tiên sẽ bao gồm cái hình ảnh như này, và nó sẽ đầu tiên là gồm các mã chứng khoán. Chúng ta, em thì hay sử dụng bảng giá chứng khoán của SSI, đó là bởi vì em thích nó. Không, mặc dù em dùng VPS nhưng em thích dùng SSI, phông chữ rất là đẹp. Và đây là cái nơi mà chúng ta nhìn thấy các ký hiệu của mã chứng khoán. Ví dụ chỉ vào đây chúng ta rõ, hoặc là bạn có thể tạo một danh mục riêng cho bạn. Ví dụ đây, cá nhân mình, đây là những mã mình thường xuyên theo dõi và mua bán, thì chúng ta chỉ vào đây, tên rất rõ là công ty cổ phần chứng khoán VN-Direct, MBB là mã của quân đội. Chúng ta có thể xem đến mục thứ hai, đó là giá tham chiếu, giá trần, giá sàn là gì. Thì đây em có một cái hình rất hay, đó là ngày xưa khi mà sinh viên thì họ rất là thích màu xanh lơ, nhưng khi bắt đầu bước vào chứng khoán thì họ sẽ ghét cái màu xanh lơ này và sẽ thích màu tím. Và màu này thì mọi người thường gọi là màu xanh dương, nhưng sau khi tham gia thị trường chứng khoán thì màu này người ta gọi là màu xanh sàn. Đấy, đôi khi đó là thói quen thôi, bệnh nghề nghiệp đúng không? Thì chúng ta phải biết giá trần, giá sàn gì. Và ở đây chúng ta có thấy rằng giá trần của cổ phiếu SS là 20,3. Giá tham chiếu là gì? Nghĩa là giá khởi điểm ban đầu. Và đây là giá sàn. Thì chúng ta có thể vào đây cùng đọc giá trần là giá như thế nào, giá sàn là giá nào, đúng không? Với mức giảm trần và sàn của sàn HOSE, sàn Upcom là gì? Đấy, thì ở đây sẽ có sàn HOSE này. Đây chỉ số sàn HOSE này. VN30 thuộc sàn HOSE này. HNX đây là sàn Upcom, là sàn Hà Nội này. Và sẽ có một chỉ số nữa của sàn Upcom nhưng nó không hiện ở đây. Đấy, thì chúng ta có thấy rằng là chúng ta có 3 sàn chính. Ngoài ra giá xanh là gì, giá đỏ là gì? Thì giá xanh có nghĩa là tăng giá, thì các cổ phiếu này đang tăng giá. Còn giá đỏ là cổ phiếu đang giảm giá. Giá vàng có nghĩa là cổ phiếu đang tham chiếu, đúng không? Tổng khối lượng khớp như thế nào? Thì đây chính là tổng khối lượng khớp lệnh, nghĩa là số lượng cổ phiếu khớp chứ không phải giá trị nhá. Không phải giá trị mà là số lượng cổ phiếu khớp. Bên mua là bên nào và bên bán là bên nào? Thì chúng ta có thấy ở bên này là bên mua, chúng ta có giống như kiểu xếp hàng mua ấy, siêu thị ấy. Đây là người xếp hàng đầu tiên, thứ hai, ba, và đây là người xếp hàng bán, và chúng ta sẽ khớp nhau ở một cái giá nào đó. Đấy, đây là giá khớp lệnh 1, khớp lệnh 2, đây là giá xếp hàng, đúng chị, anh chị xếp hàng ấy. Tiếp theo là chúng ta đến khớp lệnh, có nghĩa là cái mức giá mà chúng ta thực hiện mua bán. Nghĩa là có những người người ta chờ mua ở giá 43,45, có người chờ bán 43,55, nhưng sẽ có những người mà họ không chờ được nữa và họ phải chấp nhận mua luôn cái giá này, thì họ sẽ mua trực tiếp vào cái giá của người bán, và đó chính là giá khớp lệnh ngay lập tức hiện tại, đó là 18,7. Đấy, giá khớp lệnh, giá cao nhất và giá thấp nhất trong một phiên giao dịch, nó giá cao nhất ở đây, hiện ở đây giá cao nhất và thấp nhất, và đây là giá trung bình mua. Thì chúng ta có thể vào trong này setup, cài đặt ở khu vực này, ấn đây setup này, chúng ta tích 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 vào những cái gì mà chúng ta cần xem. Đấy, tích vào giá trần, giá sàn này, giá cao nhất, thấp nhất này. Anh chị em có thể tổng dư mua, tổng dư bán ở đây, ấn thêm vào nó sẽ hiện ra thêm cho anh chị, nhưng mà chúng ta có thể lưu đây, ấn lưu phát nó sẽ tổng dư mua, tổng dư bán ở đây nữa, thêm thông số này nữa. Nhưng mà nếu mà không cần thiết thì chúng ta phải tắt đi, nước ngoài mua bán ví dụ thế, chúng ta phải tắt đi. Đấy, chúng ta có những cái thêm những cái thông tin thông số này. Đấy, và cá nhân mình nếu mình không thích thì mình có thể tắt cái tổng dư mua dư bán này đi, thì nó sẽ tắt đi, và chúng ta quan tâm đến nhà đầu tư nước ngoài mua bán, giá trung bình, đúng không? Cột dư mua, cột dư bán, khối lượng nhà đầu tư nước ngoài mua bán. Đấy, nó ở đây,
Đây là tổng khối lượng nhà nước đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài mua giá 2 triệu cổ mua, bán 200, nghĩa là hôm nay nước ngoài mua rất là nhiều cổ phiếu VND, có thể một quỹ nào đó hoặc mua khá nhiều VND và bán thì bán SHB. Ví dụ vậy. Các chỉ số thị trường thì luôn ở hàng trên cùng, đó là VN Index hôm nay là tăng 1,06 điểm, tương đương 0,09%. Đấy, và đây là tổng số mã tăng điểm tăng giá, tổng số mã tăng trần, tổng số mã tham chiếu của sàn HOSE, sàn Hà Nội bên này nhé, sàn Nội riêng nhé. Đấy. VN Index và ảnh ví dụ minh họa thì chúng ta có thấy rằng là đã xong phần đọc sách giáo khoa để chúng ta có thể hiểu, và chúng ta kiểm tra các thông tin thông số ở đây. VN30 là những cổ phiếu top 30 của sàn HOSE. Còn VHNX30 là top 30 cổ phiếu của sàn HNX. Đấy. Thì chúng ta có bốn các thông số ở đây. Đấy, thì chúng ta theo dõi ở trong này. Và chúng ta có thể theo dõi tiếp đến phần thứ hai, mà phần mà mọi người lưu ý. Thứ nhất đó là em chia sẻ đầu tiên là các thông tin thông số mà anh chị em cũng như các bé sinh viên đang phải lưu ý, đó là phần cổ phiếu ngành. Ví dụ chúng ta có thể ấn vào đây để xem ngân hàng gồm những mã gì và chúng ta tiến hành học thuộc ở đây. Ví dụ ACB là một số cổ phiếu ngân hàng Á Châu. Đây là những cổ phiếu mà chúng ta nhìn và học theo nhóm ngành. Tất nhiên có những cổ phiếu mà anh chị xem đó là cổ phiếu phần bất động sản. Bất động sản đâu nhỉ? Thì chúng ta có thể thấy có một số cổ phiếu tên nó ghi một kiểu nhưng nó lại là một kiểu, bởi vì cái nhóm ngành hoạt động chính của nó là thế. Ví dụ TSAT, chúng ta thấy là tên là một cái cổ phiếu là dịch vụ tài chính Hoàng Huy. Rất nhiều anh chị em sẽ liên tưởng ngay đến dịch vụ tài chính ở đây, đúng không? Nhóm dịch vụ tài chính là các công ty chứng khoán đấy. Nhưng tại sao nó lại không nằm ở công ty chứng khoán mà nó lại nằm bất động sản? Thì đấy là một cái vấn đề, đó là tài chính Hoàng Huy hay là công ty ở Hải Phòng ấy, nó là những công ty về xây dựng bất động sản và nó sẽ làm ở mục bất động sản, đó đều đương nhiên. Cũng như có một số cổ phiếu, ví dụ HDC là cổ phiếu về Hà Đô, thì nó lại không phải là liên quan đến bất động sản nhiều mà nó lại liên quan đến thủy điện. Đấy là một trong yếu tố. HDG này, Hà Đô này, nó liên quan bất động sản, nhưng cổ phiếu này thì thường xuyên lại làm trong lĩnh vực năng lượng thủy điện. Đấy là những cái mà chúng ta phải lưu ý, mà các bạn sinh viên phải lưu ý, nghĩa không phải nó nằm trong nhóm bán lẻ. Thì chúng ta nhìn thấy ở đây là nhóm bán lẻ, nhưng có một cổ phiếu bán lẻ mà nó lại không tên như thế, đó là mã PEP. Chúng ta có thể đây là tổng công ty cổ phần dịch vụ tổng hợp dầu khí. Tại rất nhiều anh chị nghĩ là nó phải làm bên này, nhưng thực ra cái mã PEP này nó liên quan dầu khí thật, nhưng mà cái lĩnh vực kinh doanh chính của nó, đem lại lợi nhuận chính của nó thì lại là bán điện thoại điện tử, và nó đương nhiên rằng việc bán đấy thì sẽ giúp nó nằm ở trong nhóm bán lẻ. Đấy là cái tên đôi khi không phản ánh chính xác là nó nằm ở nhóm nào, thì các bé cũng như anh chị em phải để ý kỹ cái trường hợp này. Đấy là cái mình lưu ý đầu tiên. Đó, thứ tiếp theo đó, chúng ta xem rằng trong danh sách này chúng ta tạo danh mục như thế nào, thì có thể ấn vào đây tạo danh mục bắt đáy chẳng hạn, đúng không? Chúng ta gõ vào đây và chúng ta kết nạp thêm các cổ phiếu, ví dụ mình thường định bắt đáy SSS này, SSI này, TCH này, chúng ta gõ vào đây và chúng ta sẽ có một cái bảng theo dõi các cổ phiếu bắt đáy, và chúng ta sẽ có nhiều mục danh mục hơn, ví dụ nắm giữ, anh chị mở riêng một danh mục nắm giữ ra, đúng không? Hôm nay ANV tăng rất là tốt, ví dụ vậy, chúng ta phải biết nhìn vào đây để theo dõi nhé. Thì đây là cái gợi ý đầu tiên. Và cái phần quan trọng thứ hai mà nhiều anh chị quan tâm, đó là một broker, nhà đầu tư chuyên nghiệp, người ta hay theo dõi những gì? Thứ nhất, họ luôn luôn theo dõi cái vấn đề chỉ số VN30 và VN Index. Chúng ta có thấy rằng VN30 là tổng hợp của các mã top 30 của HOSE. Và trong VN30 chúng ta nhìn thành phần cơ cấu đại đa số là ngân hàng và các trụ. Hay nói cách khác, khi nào chúng ta thấy VN30 tăng nhiều hơn so với VN Index thì rõ ràng là có dấu hiệu tăng kéo trụ và đạp các mã còn lại. Vậy chúng ta nhìn thấy hôm nay mặc dù có phiên xanh điểm, nhưng rõ ràng số mã đỏ lại nhiều hơn số mã xanh. Và việc đấy đến từ việc kéo trụ của VN30. Đấy là việc đầu tiên. Việc thứ hai chúng ta theo dõi đó là các chỉ số về các mã sàn và mã trần. Đấy, mã trần, mã sàn. Có nghĩa là khi nào có lượng mã sàn tăng lên hoặc VN30 bắt đầu có dấu hiệu mã sàn tăng, đấy là dấu hiệu rủi ro. Đấy, tiếp theo, cái yếu tố tiếp theo mà chúng ta theo dõi đó là vào FIAN. Anh chị có thể làm cái FIAN.vn các bé nhé. Chúng ta gõ vào đây và chúng ta ấn vào DRATBAT. Và chúng ta ấn vào mục thanh khoản. Và chúng ta sẽ sóng cái cột này ở vị trí nào, nghĩa là ngay tại thời điểm này, đúng không?
là hôm qua thị trường tăng 332 triệu cổ phiếu và hôm nay chỉ tăng 268, nghĩa là tại thời điểm này là thanh khoản giảm đi so với ngày hôm qua. Đấy cũng thế, đây là một yếu tố rất đặc biệt quan tâm của nhà đầu tư chuyên nghiệp hoặc broker. Hoặc là những phiên bùng nổ, chúng ta thấy rằng ngay từ đầu phiên khối lượng mua cao hơn, như cái màu vàng này cao vượt trội so với đường màu xanh, nó sẽ chúng ta nhìn thấy ví dụ hôm qua là 1135 mà hôm nay là 1200.000 thì thực sự 200 triệu thì thực sự là phiên hôm nay bùng nổ rất là cao. Đây là một yếu tố đầu tiên mà phải theo dõi, thanh khoản là yếu tố cực kỳ quan trọng của thị trường chứng khoán. Và đây là yếu tố thứ hai chúng ta theo dõi rằng nước ngoài mua hay bán. Để chúng ta thấy hiện giờ nước ngoài đã bán dòng liên tục, tổng lượng bán, tổng lượng mua và tóm lại là nó bán dòng. Đấy, đây là các mã mà nước ngoài, nhà tổ chức nước ngoài bán dòng. Đây chính các mục này này, nước ngoài bán. Và chúng ta phải theo dõi vấn đề nước ngoài bán. Đấy là hai cái. Thứ ba chúng ta sẽ tìm vào đây, ấn vào thêm trang mới. Chúng ta có biểu đồ hai mã độc lập, ấn Enter vào đây. Tạo trang thì chúng ta sẽ có một cái mục nữa. Và chúng ta tạo cái mục đấy thì được. Chúng ta phải xem hai mã đồng thời trên cùng một bảng. Đó là ví dụ chúng ta có để một bên chúng ta VN30 F1M. Đây là chỉ số phái sinh và chúng ta thường theo dõi ở những mục 5 phút. Và chúng ta một bên chúng ta ở VN Direct ở trạng 5 phút để chúng ta theo dõi cái vận động của thị trường chung, cũng như chúng ta vừa theo dõi phái sinh mà chúng ta vừa theo dõi cổ phiếu. Và đây là cái mức tăng giảm của VN. Đây là cái đầu tiên mà chúng ta theo dõi của phần file end. Và tất cả broker đều để ý rất là kỹ cái mục này. Chúng ta theo dõi chỉ số tiếp theo, đó là vào mục thông tin thị trường, toàn cảnh thị trường. Và chúng ta theo dõi rằng cái lực mua lực bán hôm nay đến từ ngành nào, nhóm nào. Thì rõ ràng chúng ta sẽ biết được rằng cái mục đích của nhà tạo lập hôm nay như nào. Ví dụ hôm nay tất cả các mã tăng, tăng điểm xanh. Nhưng các mã tăng lại gồm toàn các trụ mà các trụ thường không ai chơi mấy. Đó là Vinhome này, VIC này. Chúng ta thấy VIC là đóng góp đến 1,1 điểm. Tương đương VIC hôm nay tăng 2,56%. Đấy. VHM đóng góp 1,35 điểm và VHM tăng 3,4%. Chúng ta nhìn vào đây, đó là các trụ đều VN30 đều tăng. Vinamilk này, Masan này, FPT tăng và một số mã VRE tăng, HCM tăng. Đấy, trong khi những mã khác là những mã giảm điểm lại là từ những nhóm ngành khác. Thì chúng ta nhìn vào đây để nắm được vấn đề rằng nhà cái đang kéo trụ đạp xả hay là nhà cái đang kéo midcap. Ví dụ midcap mà tăng thì VN Index sẽ tăng cao hơn VN30. Đấy, còn anh chị em nào mà hỏi, các bé hỏi rằng midcap là gì, blue chip là gì, thì chúng ta có thể thấy rằng ở đây cái diễn đàn chứng khoán chuyên viên này mình đã đưa ra một câu hỏi rằng là rất nhiều câu hỏi như nào, thì chúng ta phải copy ở đây này, blue chip midcap là gì đây, chúng ta dán vào cái Google ấy, mình đã soạn trước cho anh chị em rồi. Còn kiến thức thì nó là vô bờ bến, chúng ta không thể bị đọc đấy. Chúng ta có đấy, VN Index họ đã làm sẵn rồi, mình không cần làm lại nữa, họ viết rất đẹp rồi, đúng không? Thì chúng ta có ấn vào đây, chúng ta hiểu rằng cổ phiếu được phân loại như thế nào, cách thức phân loại đấy rất là rõ ở đây. Dễ nhất là chúng ta vào đây kiếm cổ phiếu midcap, là các cổ phiếu có mức vốn hóa. Chúng ta copy ở đây, vốn hóa là gì, đúng không? Chúng ta gõ ở đây Google, vốn hóa là gì đấy, ngay lập tức chúng ta sẽ có những cái trang web, đúng không? Trang web mà chúng ta, mình nghĩ rằng là các bạn trẻ bây giờ rất là giỏi, sinh viên rất là giỏi, mình thế già rồi, các bạn tìm những cái này rất là nhanh thôi. Và mình đã đưa ra cái sườn để cho các bạn tìm hiểu rồi, rất là dễ. Ví dụ cổ, các loại lệnh trong giao dịch sàn chứng khoán là gì, thì chúng ta có thể copy vào đây, chúng ta gõ vào cái Google này, các loại lệnh trong sàn chứng khoán là gì, rất là đơn giản thôi, đúng không? Đấy, chúng ta bấm đây, hoặc cả VN Direct cũng làm rồi này. Chúng ta vào đây xem, đúng không? Rất là đơn giản, các loại lệnh như nào, chúng ta tự tìm hiểu ở trong này. Và mình nghĩ rằng là cái việc đọc sách này thì các bạn giỏi hơn mình và nhanh nhạy hơn mình rồi, mình già rồi nhá. Thì video này mình chia sẻ cách xem bảng giá cũng như cách nhìn nhận vận động thị trường và tạo các danh mục như thế nào. Thì hy vọng rằng cái video ngắn này sẽ giúp anh chị em cũng như các bạn có cái góc nhìn tốt nhất và thị trường, cũng như hiểu rằng những người nhà đầu tư chuyên nghiệp họ để ý những thông tin thông số gì. Mình dừng video ở đây và video sau mình sẽ làm lại một lần nữa các cái dùng từ là kiến thức cơ bản dành cho nhà đầu tư F0 mới tham gia. Bởi vì video này mình đã làm khá lâu rồi, hơn một năm rồi, và nhiều anh chị em bảo là nó nghe hơi cũ, nghe nó hơi phễu.
thì mình sẽ làm lại để cho nó nghe rõ ràng hơn nhé. Cảm ơn tất cả các anh chị, các em sinh viên đã theo dõi cũng như đồng hành kênh chứng khoán Tuấn Hưng. Và mình chia sẻ luôn là kênh chứng khoán Tuấn Hưng ở đây này, bạn gõ chứng khoán Tuấn Hưng ở đây vào playlist, và mình có mục đó là chia sẻ kiến thức kinh nghiệm thực chiến, anh chị có thể bấm vào đây và rất nhiều video mình chia sẻ ở đây, cách xác định vùng đỉnh này, tổng quan cổ phiếu này, thì mình có những cái mình làm khá lâu rồi nhưng cũng có những cái mà mình làm mới, thì mình cách ăn nói cũng như chia sẻ nó sẽ nuột là hơn. Còn những video này mình làm khá lâu rồi thì mình sẽ dần dần làm lại để cho nó tốt hơn nhé. Anh chị em có thể vào đây xem những khiến đây là những anh chị em để ý những cái chữ mới này, nó to, cái này là những video mình mới làm. Ví dụ gap là gì, lỡ đu đỉnh bao giờ bờ này, Fibonacci là gì, kháng cự hỗ trợ, là những video mình mới làm rất chi tiết và rõ ràng. Ở đây là có những cái mục gọi là bí kíp để nhà đầu tư cá nhân trở thành môi giới chứng khoán, anh chị em có thể vào đây theo dõi nhé. Mình dừng video ở đây và nhớ để lại bấm nút like hay subscribe kênh của mình nhé. Bạn nào muốn vào nhóm cộng đồng để trải nghiệm, để xem cách mình tư vấn như nào, cách vận hành như nào, thì cứ bấm like và quét mã QR để vào nhóm Zalo nhé.